Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Giờ 9 giờ sáng rồi, Vũ có dịp đi vô chỗ ngã ba Bà Nhiên trong Đại Hòa Lộc, rồi Vũ quay chia sẻ trên đường đi cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Hôm nay là 11 Tết rồi nha các bạn, gần tới rằm tháng Giêng, rằm lớn trong năm nha các bạn. Thì sẵn có dịp đi thì Vũ quay chia sẻ trên đường để cho cô chú anh chị và các bạn ở xa xem về quê hương Bình Đại. Đây là ngay đây là có quán phở Hùng Cường nha các bạn. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nha các bạn. Đường này là đi vô Đại Hòa Lộc, đi vô Thạnh Trị nha các bạn. Đây có xe này là bán dừa, bán chuối nè các bạn. Đây là trường cấp 3 Lê Hoàng Chiếu nè các bạn. Đó, hôm nay học sinh trở lại đi học bình thường các bạn. Đó, mấy em này đang học ra nè các bạn. Dài đồng phục rất là đẹp đó các bạn ha. Nam thì mặc áo trắng quần xanh, còn nữ là áo dài trắng quần đen đó các bạn ha. Đây là đường vô ấp Bình Hòa của thị trấn, mấy tay phải Vũ nha các bạn. Ở đây có quán cháo vịt chị Thủy kế bên sân banh. Đây chị Thủy bán cháo vịt rất là ngon nha các bạn. Đây là chỗ sân vận động huyện Bình Đại nha các bạn. Đối diện qua là trung tâm văn hóa huyện Bình Đại. Thì ở trong sân vận động này có quán cà phê Gia Khang. Rồi ở đây là con đường cặp mé hông sân vận động. Có quán ăn sân vườn Gia Khang luôn, chung luôn nha các bạn. Đây là ngay cái cống sân vận động. Thì cái đường này giờ nhà bà con cất hai bên rất là nhiều nha các bạn. Hồi mấy năm, khoảng 10 năm về trước là hai bên đây là đồng ruộng, tới mùa là lúa rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ bà con lên nhà rồi nuôi tôm, hết có làm ruộng rồi nha các bạn. Đây là ngay chỗ điện lực Bình Đại. Đối diện qua là có ngân hàng nha các bạn. Đây là quán cà phê Thanh Thanh. Đây là chỗ dựa vật liệu Mai Phủ. Đây là karaoke Sen Hồng nha các bạn. Hôm nay sáng trời nắng cũng rất đẹp đó các bạn. Đây là tới chỗ dựa vật liệu Bảy Chúc. Ở đây là chỗ nhà ông ngoại. Đây là chỗ Đại Mộc Quỳnh Mai nha các bạn. Đây là ấp Bình Quê 1 của xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Hiện giờ tách ra hai ấp,
mé bên tay trái là ấp Bình Quề 1, mé bên tay phải là ấp Bắc Miễu nha các bạn. Đây có nhà nuôi yến nha các bạn. Đây là cây xăng Ba Hùng. Kế bên đây là ủy ban xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Còn quẹo tay phải là lên ấp Văn Hóa Bắc Miễu. Đây là lên Bắc Miễu nè các bạn. Đây có quầy thuốc tây. Đây có chỗ này bán đồ dụng cụ nhà bếp. Đây là ngã ba Bà Nhiên nè các bạn. Các bạn đi thẳng là vô ủy ban xã Thạnh Trị nha các bạn. Giờ Vũ quẹo qua chợ Bà Nhiên. Thì cái lộ này mới vừa làm xong rồi rất là đẹp các bạn. Ngay ngã ba Bà Nhiên lại thì có nhà thờ Công giáo Bình Quề nha các bạn. Ngay đây là ngay chợ Bà Nhiên. Giờ Vũ rẽ trái qua nha các bạn. Chợ giờ cũng tan nè. Đây có chỗ bán cá, bán tôm càng nè các bạn. Đây là miễu Bà Nhiên nè các bạn. Ở ấp Bình Quề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Con đường này các bạn đi thẳng là đi qua lộ 16 nha các bạn. Đi xuống Thạnh Phước cũng được. Đi đi qua cống đập Ba Lai, qua Thạnh Trị cũng được luôn nha các bạn. Đây là đường vô nhà của anh Minh Chính nè các bạn. Ở đây anh trước này trồng khoai lang với bầu bí nè các bạn, với bông trang quá chừng luôn. Ở đây ở trong thì có khu mộ. Rồi ở trên chỗ này là có điểm bán gạo của Mười Thiểu nha các bạn. Bán lúa bán gạo. Đây có cái cây me rất là bự các bạn.
lại về ngã đường này Vũ quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Đường này là băng ra lộ ngay chỗ chợ Bình Nhiên nha các bạn. Rồi Vũ ghé công chuyện xong rồi giờ Vũ chạy về. Đây là ngay chỗ điện cơ ba bên nè các bạn. Đường lộ này là mới làm xong hôm Tết đó nha các bạn. Đường này là chạy lại chợ Bà Nhiên nè. Đây là chỗ cày bãi sen. Đây là chỗ chợ Bà Nhiên nha các bạn. Đây có quán cơm tấm. Đây có chỗ bán quần áo nè các bạn. Đây có chỗ bán thịt heo. Đây các bạn quẹo tay phải là qua Miễu Bà Nhiên ngay chỗ đường nãy Vũ đi nha các bạn. Đây có chỗ bán dừa. Đây là ngã ba Bà Nhiên. Chỗ ủy ban xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Trước là quán karaoke Thảo Trang đó các bạn mà giờ nghỉ rồi.
đây có chỗ này bán nước mía. Vũ về tới nhà rồi, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và chia sẻ video giùm Vũ nha, để cho Vũ có động lực làm thêm nhiều video mới về Bình Đại để cho bà con ở xa xem nha.